Hai, xin chào cả nhà đã đến với kênh là ẩm thực Gò Công Quê tôi. Hôm nay đứa nhỏ cũng chia sẻ với cả nhà cái món ăn cơm hàng ngày ha cả nhà. Nay mình mua được mấy khô cá sặc này các bạn. Giờ mình làm rửa sạch sẽ ha. Khô cá sặc á, sao người ta hay để đầu á các bạn. Mình cá sặc mình thấy đầu ăn đâu có được ha. Rồi mình cắt tì cắt đầu ra sạch sẽ, mình ngâm chút xíu rồi mình đi sơ chế mình chiên ha. Cá sặc mình nấu canh rau mình ăn nha các bạn. Rau dền mướp ăn bữa cơm đơn giản thôi, không cầu kỳ, mà trời nắng mình ăn canh rau nó mát mẻ ha các bạn. Cô cá sặc này thì mình cắt cái này sạch sẽ đi rồi mình rửa mình ngâm chút xíu rồi mình chiên. Mấy cá sặc nó dảnh dảnh ra vậy nè các bạn, là mấy cá sặc sống nó tươi, nó khô nó tươi, cá lúc người ta làm nó tươi á, nó cứng nó khô không có bị bịu, nó tươi nó mới ngon. Nó bung cái dành của nó ra, nó bung cái gì của nó ra các bạn, cá nó tươi ăn thịt nó ngon. Để đây cho nó ráo các bạn. Tôm này mình nấu canh rau đó các bạn. Tôm nó chắc ghê luôn các bạn. Nấu canh rau với tôm này cho nó ngọt nước. Hôm nay thấy nhỏ đi chợ mua được ít tôm với mấy con khô á để chiên nấu canh rau với mướp á để ăn cơm, thì bữa cơm cũng đơn giản nè các bạn. Tôm này mình bỏ gạch hết ha, cái cục gạch nó mượn chà bá luôn, mình bỏ gạch các bạn ơi. Bây giờ người ta trồng cái mùng tươi này, người ta toàn trồng chứ không có leo dây như ngày xưa nữa các bạn ha. Thì mình ăn giờ chợ nó bán gì mình ăn đó. Mùng tươi này ăn thì nó mát. Mình banh cái lá ra coi có sâu mình bỏ ra các bạn. Đây mình nấu canh mùng tươi là với rau dền nữa, với cái trái mướp á, mình nấu với tôm, mình ăn với khô cá sặc đó các bạn. Mình coi cái lá nào mà nó úa thì mình bỏ ra. Rửa rau mình cũng coi kỹ, hôm nay nhiều khi nó có con sâu nó quấn hôm nay nè các bạn. Rửa cho nó sạch sẽ, có con sâu rồi nấu canh ra ăn nó nổi, nồi canh có con sâu nổi lên là mình không dám ăn nữa các bạn ơi. Đặt rau dền, cái dền này cũng dền cây nha các bạn chứ không có dền cơm. Dành dền cơm chắc mình nghĩ nó ngon hơn dền cây này ha. Nào non mình lấy, non mình lấy. Dền cơm cái lá nó nhỏ nhỏ chứ mình thích ăn lắm mà sao
chợ kiếm cái rau nó không có các bạn. Giờ nó thấy cái này nó trồng nhiều ha, đó, non thì mình lấy ha, còn nào già thì mình bỏ. Giờ này ăn bổ máu các bạn, bạn bị chóng mặt không mà ăn rau giờ này cũng tốt. Còn rau mùng tươi thì ăn nó có cái chất nhờn đồ gối á, à, lâu lâu mình phải ăn vô để bồi bổ. Giờ này đi dần 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 tía các bạn, dần đỏ là dần tía ha, nhìn nhỏ nhìn cơm thì mình chia sẻ với các bạn mới ăn hàng ngày thì chắc các bạn cũng biết chứ, cái này thì nó cũng đơn giản thôi, ở dưới quê thì nhiều chứ mình ở chợ cái gì mình cũng phải mua hết các bạn. Ở quê thì đi ra xách cái rổ ra là có rau ăn, mình ở chợ này là trăm món trăm mua hết rồi. Để từ hôm bữa tới nay nó già không, mới là kèm vô nấu với canh. Các bạn có dưa leo các bạn nấu chung cũng ngon lắm các bạn, nó thơm, cái nồi canh rau mình nó thơm. Bữa nay mình hết dưa leo rồi, không biết tủ lạnh còn lắm, mình lục mình coi có dưa leo mình để thêm cho nó thơm. Mướp nấu tập tàn ha, rau dền mùng tươi mướp với dưa leo cũng được, nấu với tôm ăn ngon. Dầu nóng mình bỏ khô vô mình chiên nha các bạn. Nóng mình cho tỏi vô các bạn.
cái tôm nó thơm. Tỏi cũng vàng vàng rồi các bạn ha. Tỏi vàng nhỏ cho tôm vô ha. Vậy vô rồi nó thơm, thơm để cái mũi luôn. Quá trời thơm. Mình xào vậy các bạn, rồi mình làm nấu canh ha. Thơm nó cũng săn này. Mình chiên cái lửa nhỏ xíu nha, để cho nó chín từ từ vô, chứ để mình chiên lửa lớn quá thì nó hát, sợ nó sống các bạn. Lúc mình cắt nước ra mình nấu canh bạn ơi. Rau mình cắt rau ra luôn ha. Nhỏ nhỏ cho nó dễ cắt các bạn. Kia nó cũng to vậy các bạn ơi. Nhỏ vớt bột ra ha. Vớt bột ra cho nước nó cong lắm ngon. Cho muối chi luôn ha các bạn. Cho hết rau vô. Tôm nấu canh mướp với rau mà tươi này trời nắng mình ăn ngon lắm các bạn. Tôm thì cái nhỏ đập dập ra, đâm cho nó bể bể ra vậy nè, cho nó ngọt nước đó các bạn. Cái canh này nó cũng sắp sửa chín rồi các bạn. Giờ mình nêm nếm cái khẩu vị của gia đình mình thôi ha. Rồi giờ mình cho vô chút xíu đường nữa nè. Thì cái người miền Tây mình ăn chắc ai cũng ăn đường nhiều hơn ở miền ngoài ha các bạn. Mình thấy đường nấu nó ngọt thanh cũng dễ ăn, mình để cũng không có nhiều các bạn ơi. Nồi canh chứ mình để cũng chừng muỗng hai lần đó là muỗng canh minh minh thôi. Rồi súp cà đoan mình cũng cho vô muỗng cà phê ha các bạn. Tổng đầy muỗng cà phê nữa. Ai ăn bột ngọt được thì các bạn để bột ngọt ha. Giờ mình cũng cắt lửa luôn đi. Mình cho chút xíu muối vô. Xíu muối ha. Giờ mình ít ăn bột ngọt đó các bạn. Tại vì có em nhỏ mình cũng không ăn bột ngọt. Nêm
ít sức cà no, đường này, nước mắm ngon mà để vô cho nó vừa ăn vậy thôi hả. Để mình nêm nếm lại thử coi ha. Mình cho miếng nước mắm nữa vừa các bạn ơi. Rồi, vậy là xong rồi đó. Mình nêm nếm lại nữa ha. Tí xíu nước mắm nữa đi. Mình cảm giác như nó hơi lạc, ăn với canh nó hơi lạc. Rồi. Mình nêm nếm lại đây cái hương khẩu vị của nhà mình ha. Quá ngon luôn các bạn ơi. Canh rau nấu với tôm ngon quá. Mời cả nhà ăn cơm với thí nhỏ nha. Bữa nay mình ăn cơm có mình nè cả nhà ơi. Ông xã lu mu công việc rồi, mình cũng công việc có bà ngoại già nuôi bà ngoại nên giờ tranh thủ làm video để ăn xong rồi dọn bà ngoại lo ngoại chứ không gì á. Chúc cả nhà vui vẻ ha. Thì bữa nay cái nhà ăn cơm đơn giản lắm, ăn cơm với tôm nấu canh mùng tươi với rau dền đó cả nhà, với mướp nè, với mình chiên mấy con khô cá sặc đó mình ăn à. Rồi cái nhà ăn cơm như thế nhỏ nha. Nói chiên khô cá sặc ăn ăn với canh rau á cả nhà. Đơn giản công việc lo bu á, bán buôn là nuôi bà ngoại nữa cho nên bận quá. Tôi có gặp ngon. Ngon quá cả nhà. Ăn khô mà ăn bốc à. Trời nắng uống nước cũng no. Ăn cơm mà không có canh ăn không nổi. Đau hổng hổng rồi cả nhà, không uống được nước đá nên là uống nước lọc, thèm nước đá quá trời, bớt thèm cái uống nước đá vô cái bị đau hổng lại à, khó chịu quá. Nhà mình đủ thứ công việc mệt lắm. Khô quá nha. Thời làm gì nhanh gọn lẹ, thời gian có. Mời cả nhà ăn chén cơm nữa nha. Cái nhỏ thích ăn canh lắm. Ăn canh gì cũng được, cả nhà dễ nuôi lắm.
mình xuất phát từ con nhà nghèo ra cả nhà, cho nên cái gì mình ăn cũng được, miễn có liễu lão miết là được rồi, chứ không cần cao lương mỹ vị, dễ nuôi, miễn có sống là được rồi, đừng nhịn đói, nhịn đói chịu không nổi. Con nhà nghèo ra dễ nuôi lắm, cha mẹ nghèo từ cổ nhỏ lớn nữa nha. Giờ ăn thì cũng ăn được, giờ cả nhà tin không, tí nhỏ ăn cơm lên với nước đá với tôm rang ăn cũng được nữa đó, ăn cũng no nê luôn á, có ai biết ăn vậy không ha, chỉ cần tôm rang nhẹ rồi ha, chan nước đá vô là quốc ngon lành luôn, ngon cơm luôn á cả nhà. Rồi đó má mình cho mình ăn vậy, giờ mình biết ăn, chồng mình không biết ăn, chồng mình không biết ăn. Ăn có canh này nhỏ ăn được à, giờ nấu tô canh ha, khỏi cá mặn cũng được, thế giờ ăn miếng nước mắm cũng xong rồi. Vậy dễ nuôi lắm. Chan rượu nước à, rồi vậy không, bởi vậy không có chết đói, cái gì mình ăn cũng được, không có chết đói. Hồi đó má còn nhỏ xíu nhớ ha, má mình hay cho ăn, má nghèo mà, đi chợ mua cá mòn gà, cá tớp, rồi nó canh ngót á cả nhà, mình ăn nước không rồi cũng xong về, bởi vậy hay canh là chỉ cần có nước canh này chan vô là cái nhỏ ăn được liền, không có cần mà món này món kia món nọ, không dễ lắm đó. Cá mòn gà với cá tớp rồi đó, má nghèo mà đi chợ mua miếng cá vậy đó, cá nó rẻ tiền, mua gì nấu canh liễu lão đó, thì xương không mình đâu có ăn được, rồi mình ăn nước canh, hiện giờ mình chỉ miếng nước canh là mình ăn cơm được à. Thân từ con nhà nghèo ra, gì ăn cũng được, cái gì ăn cũng được. Ngủ rồi. Có người nói ăn không có gì, nó nhìn ngon quá. Hai chén cơm là no dữ rồi cái này. Ngon quá. Ngon quá. Vậy là ngon dữ lắm rồi đó. Nhà mình có xài mà mình không biết xài. Cứ ngọt hay chua nữa. Của anh ông anh cho. Giờ mình gọt mình ăn. Cây xài á cả nhà, ổng làm cái nhà không ngon. Cây xài này cho từ cái trái xanh giờ nó thành trái chín, nó biết nó ngọt hay chua nữa nè, này nó rớt nó dập, giờ mình xẻ mình ăn ha, ăn cơm xong cái mình ăn miếng cái gì đó vô, miếng bánh hay miếng trái cây gì đó nó không tanh miệng cả nhà.
cả nhà mới xài với tí nhỏ nha. Không biết ngọt hay chua nữa không? Ăn thử ha. Cũng được. Được chua ngọt ngọt, sợ chưa dạ. Ừ, nó hợp còn non. Xài chặt cây hết nha. Nó hợp còn nó ngoan rồi. Cũng ngon. Mình uống nước thôi nha, xong là no quá, ngon quá. Video cũng dài ha cả nhà, mình xin kết thúc tạm dừng đây ha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nếu cả nhà thấy thích thì ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh giúp tí nhỏ ha. Đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ cho mọi người cùng xem để mình có những bữa cơm đơn giản nhưng mà ngon. Đôi lúc mình cũng ngán cơm không biết ăn gì đó thì mình mở cái clip của ẩm thực và công quê tôi ra để mình coi có cái gì thú vị thì mình làm mình ăn để thưởng thức nhu nhẹ ha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, bye bye, hẹn gặp lại video sau.